Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc đầu giải mã, một chiếc đầu giải mã, giải mã lên tới 32 bit và hỗ trợ nghe nhạc DSD, nhạc cực cao, giúp anh em trải nghiệm âm thanh chất lượng rất là cao. Và đặc biệt là quý vị thấy nó rất là nhỏ, nhỏ đúng bằng một chiếc USB. Thì nay tôi sẽ tiến hành test cái sản phẩm này. Thì nó sẽ có một cổng vào duy nhất là một cổng này, cổng vào, và một cổng ra duy nhất là cổng 3.5. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cắm cái dây kết nối sẽ có đi kèm anh em nhé, dây kết nối có đủ dây cho anh em. Đấy, cắm vào giải mã và đầu còn lại cắm với cả điện thoại. Ngoài điện thoại ra quý vị có thể sử dụng cho máy tính, cho các đầu FPT Book. Đấy, nhớ là cắm vào chân sạc nhé, chân sạc thì chất lượng nhạc mới xuất ra âm thanh kỹ thuật số được. Đó, thì tôi sẽ test cho anh em nghe. Và cổng 3.5 đây, cổng 3.5 thì chúng ta sẽ dùng các thiết bị 3.5 vào đây, ví dụ như là tai nghe, tai phone chẳng hạn. Đây nhá, ví dụ như cái tai phone này của tôi hoặc là những cái chiếc tai nghe, chúng ta kết nối vào đây chúng ta có thể nghe nhạc được rồi, thì nguồn nhạc ra sẽ rất là hay, nó sạch sẽ hơn, nó chi tiết hơn và nó sắc nét hơn. Anh em có thể sử dụng khi đi chạy bộ này, khi đi ô tô, trên ô tô thì chúng ta có thể dùng một cái rắc, một cái dây 3.5 hai đầu, cái đầu còn này này ta kết nối với cái đầu thu của ô tô, và chúng ta nghe nhạc trên ô tô âm thanh cực cao, hoặc là máy tính nhá. Đấy, còn trong gia đình thì chúng ta dùng như nào? Trong gia đình thì chúng ta dùng 3.5 này kết nối vào đây. Đấy, chúng ta kết nối vào đây và từ đây xuống âm ly. Đấy, kết hợp với cả dàn âm ly của chúng ta, từ âm ly ra hai loa, rất là đơn giản, thuận tiện, nhỏ gọn, và đặc biệt là được cái là cái giải mã nó cao, chip nó vô cùng cao anh em ạ, 32 bit và DSD, nó tương tự với một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp độc lập cao cấp của DAC Q6 chẳng hạn. Thì sản phẩm này gồm có gì quý vị thấy này, tôi tạm dừng một chút. Đây là sản phẩm của hãng Epic Audio, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc, sản phẩm hàng chính hiệu của Trung Quốc, rất là nổi tiếng. Các đầu giải mã của hãng thì rất là nổi tiếng rồi, chúng ta nghe đến Epic Audio là biết ngay những dòng giải liên quan đến giải mã rất là chất lượng và giá thành thì hợp lý. Đây anh em xem này, và con này báo giá với anh em luôn 1.550.000 đồng nhá, nhỏ xíu như này thôi, vô cùng nhỏ, chip thì rất cao, 1.550.000 đồng. Với số tiền đó quý vị được cái gì? Quý vị sẽ nhận được một chiếc giải mã vô cùng nhỏ như này, có thể mang đi được, di chuyển được và không cần cắm dây nguồn, và những cái dây kết nối đi kèm để quý vị và các bạn kết nối với cả iPhone, với cả Samsung, với cả Oppo, với cả Xiaomi, vân vân và vân vân. Và iPhone thì quý vị và các bạn phải mua thêm nhé, riêng iPhone phải mua thêm, còn riêng thằng này nó không tặng dây cho iPhone mới đâu. Đấy, dây của máy tính này để chúng ta cắm vào đây. Đấy, một đầu kết nối cả máy tính, còn hai các thằng này cũng thế. Đấy, đầu này cắm với cả Samsung này, các chân khác nhau để chúng ta kết nối nha, rất là thuận tiện. Anh em cần những dây kết nối như thế nào có thể liên hệ với tôi để đặt hàng nhé. Con này có modem là Y01 anh em nhé, Y01, sản phẩm rất là mới, rất là hot hit. Quý vị thấy bên ngoài nó được làm bằng vật liệu bằng nhôm phay nhá, không phải bằng nhựa đâu, nhôm phay, và cái dòng chữ nó rất là tinh tế. Epic Audio phía sau đây, made in China, 32 bit này, 384 kHz, DSD 64128 và 256, rất là cao anh em nhá, giá 1.550.000 đồng. Anh em nào yêu thích hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 722 688, giao hàng toàn quốc. Quý vị và bạn nghĩ sao về chiếc đầu giải mã như thế này? Hãy comment ở phía dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.